Xin chào các bạn đã đến với thuận cáp video ngày hôm nay và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ nói tới hai điều và cả hai điều này đều liên quan tới SEC có nghĩa là ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì điều thứ nhất chúng ta sẽ nói tới đó chính là liên quan tới bài viết được chia sẻ bởi Bitwise. Đây là một cái bản thống kê được đưa ra bởi công ty Bitwise này nói tới cái thị trường tiền kỹ thuật số bây giờ. Các bạn cũng đã biết là chúng ta có rất nhiều giao dịch giả nhưng mà công ty Bitwise nói là nếu chúng ta không tính những giao dịch giả thì thị trường này thật sự đã trưởng thành rất nhiều và những bạn nào mà cũng đã nhớ thì công ty Bitwise là một công ty mà đang chờ SEC duyệt Bitcoin ETF của mình. Và cái đề xuất Bitwise ETF này đó chính là đề xuất của công ty NYSE ICAR, công ty chứng khoán của New York. Và điều kế tiếp chúng ta sẽ nói tới thì cũng liên quan tới ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ SEC. Thì ngày hôm qua chúng ta cũng đã nhận được một số tài liệu được chia sẻ bởi giám đốc tài chính của SEC là William Hinman. Và ông ta chia sẻ liên quan tới ICO liên quan tới là ICO có phải là chứng khoán hay là không và điều này là một điều rất quan trọng đối với thị trường tiền cư luật số tôi sẽ giải thích một lát nữa nhưng mà trước khi mà chúng ta bắt đầu thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư chúng ta ngày hôm nay cũng đã chính thức bước qua khỏi 24.000 subscribers trên 24.000 người đăng ký tôi cũng cảm ơn các bạn đã ủng hộ trong thời gian qua mà nếu như mà bạn nhận được giá trị trong video này thì bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và video ngày hôm nay được tài trợ bởi công ty Coinswitch Coinswitch là một dịch vụ giao dịch tại ví Các bạn không cần phải gửi tiền lên sàn hay là rút tiền về Các bạn chỉ cần để, để địa chỉ ví của mình vào Lựa chọn là các bạn muốn giao dịch từ đồng nào qua đồng nào Và cái giá giao dịch là sẽ thông qua những sàn lớn như là Hobby, KuCoin, Binance, BTC, IDEX hay là Adfinex Nếu như mà các bạn có hứng thú tìm hiểu về Coinswitch Thì link sẽ nằm ở phía dưới video này Bây giờ thì chúng ta hãy trở lại với video ngày hôm nay Video ngày hôm nay cũng có liên quan tới các sàn giao dịch thì trước hết chúng ta sẽ nói tới là tại sao công ty Bitwise muốn đưa ra một bài viết nói với SEC là 95% của các giao dịch trong thị trường này là giả. Thì tại vì chúng ta cũng đã biết là công ty Bitwise muốn thông qua cái Bitcoin ETF, muốn SEC chấp nhận. Nhưng mà nếu như mà muốn được SEC chấp nhận thì SEC đòi hỏi là hai điều. Điều thứ nhất chính là liên quan tới việc làm giá trên thị trường và điều thứ nhì đó chính là liên quan tới việc là lưu trữ tiền kỹ thuật số làm sao cho an toàn. Chúng ta có biết là gần như hơn một năm vừa qua thì việc mà lưu trữ tiền kỹ thuật số làm sao cho an toàn đó không còn là một vấn đề lớn tại vì bây giờ chúng ta cũng đã biết là có rất nhiều những công ty lớn đã tham gia vào thị trường này và đưa ra những cái dịch vụ lưu trữ tiền kỹ thuật số chúng ta nói tới những công ty như là Fidelity hay như là Coinbase chẳng hạn nhưng mà một điều mà khó giải quyết đó chính là việc liên quan tới các giao dịch giả trên thị trường việc làm giả trên thị trường thì bây giờ vẫn còn rất cao thì công ty Bitwise đưa ra bài viết này chứng minh cho SEC thấy được là tuy là hiện bây giờ trên thị trường có rất nhiều giao dịch giả nhưng mà cái phần trăm mà giao dịch thật tuy là chỉ có 5% nhưng mà phần trăm đó nhà lại càng lớn mạnh và trong 5% đó chúng ta sẽ thấy được là thị trường thực sự là càng ngày càng hoàn thiện hơn thì chúng ta đi vào một số chi tiết liên quan tới bài viết này thì bài viết này mở đầu nói tới việc từ năm 1997 thì ở thời điểm đó CEO của Apple đó chính là Steve Jobs Steve Jobs đã từng nói là những nhà đầu tư lớn ở trên Wall Street, ở trên phố Wall khi mà họ thích gì bữa sáng thì có một hiện tượng là họ bán thống cổ phần của Apple sau đó họ đã đi viết những bài viết không tốt về công ty Apple để mà đẩy giá cổ phiếu xuống và đương nhiên sau khi mà giá đi xuống thì họ chốt lời thì hiện tượng này cũng là một điều mà chúng ta thấy được trong thị trường tiền kỹ thuật số ngày hôm nay các bạn cũng đã biết là có rất nhiều người bán thống đồng Bitcoin trên các sàn như là Bitmax sau đó lại đưa ra những tin tức giả hoặc là đưa ra những tin tức không tốt liên quan đến thị trường này để mà đẩy giá đi xuống đương nhiên đẩy giá xuống nhưng mà chút lời nhưng mà những bài viết đó thực sự là không đúng sự thật thì công ty Bitwise thay vì là biện luận cho thị trường này thì công ty Bitwise sẽ đưa ra một bài nghiên cứu dài khoảng 104 trang đi thẳng về vấn đề và cái vấn đề mà chúng ta nói tới đó chính là vấn đề liên quan tới các giao dịch giả ở trên thị trường này và công ty Bitwise sẽ xem tài liệu 83 sàn giao dịch thì dựa theo các biểu đồ giao dịch thì công ty Bitwise đã ra kết luận là chỉ có 10 sàn là có giao dịch thật và 10 sàn này thì chiếm tỷ lệ là 5 của giao dịch tự báo cáo thông qua những trang web như là CoinMarketCap thì 10 sàn mà có giao dịch thật là 10 sàn nào? 10 sàn mà có giao dịch thật đó chính là sàn Binance, sàn Bitfinex, sàn Bitflyer, sàn Bitstamp, sàn Bittrex, Coinbase Pro, Gemini, Itbit, Kraken và Poloniex. Cái số còn lại là 73 sàn giao dịch là có khối lượng giao dịch giả. Trong đó chúng ta thấy là có sàn OKEX, sàn HitBTC và sàn Huobi là ba sàn lớn Năm trong cái số 73 sàn mà có giao dịch giả dựa theo thống kê được đưa ra bởi công ty Bitwise. Thì một câu hỏi bây giờ là làm sao chúng ta biết được là cái kết luận được đưa ra bởi công ty Bitwise là đúng. Thì công ty Bitwise nói tới hai điều. Điều thứ nhất là công ty Bitwise chỉ ra là không những là công ty Bitwise mà các bạn thấy được là có một số những cái dịch vụ nghiên cứu blockchain khác cũng đưa ra những cái kết luận tương tự như là blockchain transparency hay là the tie hay là Sylvan Rives. Các bạn thấy được là cả ba công ty nghiên cứu này đưa ra kết luận tương tự như là công ty Bitwise. Và để biết được là giao dịch nào là giao dịch thật và giao dịch nào là giao dịch giả những công ty này sẽ nhìn vào biểu đồ giao dịch và sẽ dựa theo là giờ nào, giao dịch bao nhiêu, coi coi có hợp lý hay là không có giống như là một người thực sự giao dịch hay là giống như là một con bot giao dịch hay là không Tại vì con người là có thói quen, giống như là các bạn nếu như mà có thói quen thức dậy thì giao dịch thì hầu như là ngày nào các bạn cũng thấy là các bạn thức dậy cùng một thời gian và giao dịch cũng cùng một khung thời gian. Đó là một số cách để cho những cái công ty này biết được giao dịch nào là thật, giao dịch nào là giả. Thì một trong ba công ty lớn mà bị Bitwise báo cáo là có giao dịch giả đã lên tiếng đó chính là công ty HitBTC Thì trong một bài viết trên trang báo chính của mình là HitBTC đã nói là HitBTC có hồ sơ khách hàng khác so với một số sàn giao dịch và HitBTC đã nói là hiện bây giờ đang hỗ trợ rất là nhiều các công ty giao dịch thông qua API cho nên có một số lượng lớn giao dịch là từ các con bot của những cái công ty này cho nên khi mà nhìn vào biểu đồ sẽ không giống như là người thường giao dịch nhưng mà đây cũng không có nghĩa có giao dịch giả còn về sàn OKX thì sàn OKX không có phủ nhận là có giao dịch giả ở trên sàn nhưng mà sàn OKX nó là có một số người hay là có một số đơn vị cố tình wash trade nghĩa là tạo ra các giao dịch giả ở trên sàn để mà tăng tổng số giao dịch cho một cái chương mục nào đó để có thể có được giao dịch với phí thấp hơn nhưng mà không phải tất cả đều là tin xấu thật ra thì 10 sàn mà chúng ta nói tới là có giao dịch thật Tuy là 10 sàn này chỉ chiếm tỷ lệ là có 5% nhưng mà thật sự là 10 sàn này rất có hiệu quả. Như là khi mà chúng ta nhìn vào cái biểu đồ ở trên màn hình, các bạn thấy được đây là cái biểu đồ từ năm 2018 tới năm 2019. Cái biểu đồ này cho các bạn thấy được là cái phần trăm trên lệch về cái giá trị giao dịch của đồng Bitcoin ở trên 10 sàn lớn mà có cái số lượng giao dịch thật. Thì các bạn thấy được là giả sử chúng ta nhìn vào là tháng 1 năm 2018 thì cái số lượng trung bình trên lệch về phần trăm giá trị của Bitcoin trên các sàn nhiều khi lên tới 0,4% có nghĩa là cái giá trị của đồng Bitcoin từ sàn này qua sàn khác là lên tới 0,4%. Nhưng mà các bạn thấy được là càng ngày thì cái số lượng trên lệch càng ít đi. Như là các bạn thấy được ở thời điểm hiện tại là hồi tháng 4 mới đây các bạn thấy được là cái giá trị trên lệch thì bây giờ là không còn tới 0,15%. Nhưng mà nào mà đã tham gia thị trường này những năm như là 2016, hay 2017 thì nhiều bạn cũng đã biết là nhiều khi mà giữa những sàn lớn như là sàn Coinbase hay là sàn Gemini nhiều khi thị trường lên xuống giá thì giá trị trên hai sàn trên nền giá rất nhiều có nghĩa là các bạn có thể mua đồng bitcoin từ một sàn này sẽ như là mua đồng bitcoin từ sàn coinbase và chuyển qua cái ví của sàn Gemini bán ra thì đã có lời tại vì thị trường ở thời điểm đó vẫn chưa có được hoàn thiện về mặt giá cả giữa các sàn với nhau nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là trong vòng hơn một năm vừa qua thì cái phần trăm chênh lệch giữa các sàn ngày lại càng ít đi và đây là một dấu hiệu cho nhiều người thấy được là thị trường này ngày lại càng trưởng thành như là một thị trường tài chính thực sự và đây cũng là cái điều mà trong bài viết này Bitwise muốn nói tới SEC về việc là khi mà chúng ta nhìn vào thị trường này thì thật sự mà nói nếu như mà SEC cho Bitwise ETF thông qua Thì cái ETF đó có thể là chỉ cần dựa vào tài liệu giao dịch của 10 sàn lớn 10 sàn mà chúng ta mới vừa nói tới là có giao dịch thật Và nếu như mà 10 sàn này ngày lại càng cải tiến về việc có những cái công cụ chống lại việc làm giá trên thị trường Thì cái cơ hội bảo vệ người đầu tư sẽ ngày lại càng tăng hơn Cho nên đây là một lý do mà Bitwise hy vọng là sau khi đọc được bài viết này SEC quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ có thể là suy nghĩ lại và cho Bitwise ETF thông qua trong năm nay. Và các bạn cũng đã biết là chúng ta thật sự chỉ có thể giảm đi cái sự làm giá trên thị trường chứ các bạn không thể nào mà triệt để tất cả những việc làm giá trên thị trường. Ngay cả các bạn nhìn vào thị trường chứng khoán hiện tại thì vẫn có việc làm giá hàng ngày. Cái vấn đề ở đây là thị trường đó lớn hơn rất nhiều cho nên cái số lượng làm giá sẽ giảm đi và phải cần nhiều tiền hơn để mà làm giá cho nên ít người có thể làm được. Cho nên những thị trường đó phần trăm làm giá sẽ bị giảm đi rất nhiều so với thị trường tiền kỹ thuật số khi mà các bạn thấy được là thị trường crypto vốn hóa quá thấp. Gần đây chúng ta nhận được tin các bạn cũng đã thấy là chỉ cần bán đi 5.000 đồng BTC ở trên sàn Bitstamp, một sàn nhỏ là có thể ảnh hưởng tới cả thị trường này. Trong vòng chỉ có vài phút các bạn thấy là Bitcoin có thể rớt cả ngàn đô. Và tôi thật sự là cũng không có nhiều hy vọng là trong năm nay chúng ta có thể thấy được là SEC sẽ cho Bitcoin ETF của bất cứ đề xuất nào thông qua. Tại vì trong vòng hơn năm vừa qua chúng ta thấy được là bất kỳ một Bitcoin ETF nào bị từ chối thì cái kết luận cũng như nhau đó chính là liên quan tới thứ nhất là việc lưu trữ tiền kỹ thuật số và thứ nhì liên quan tới việc làm giá trên thị trường tuy là chúng ta có nhiều tiến triển về việc lưu trữ tiền kỹ thuật số nhưng mà về việc làm giá trên thị trường thì vẫn là một điều mà rất khó khăn và thường cũng đã từng nói với các bạn khi mà chúng ta nhìn vào bitcoin ETF thì một những điều mà chúng ta cần để mà giảm đi việc làm giá đó chính là cần có Bitcoin ETF Tại vì khi các bạn có Bitcoin ETF thì mọi người có thể đầu tư vào cổ phần của ETF Tham gia vào thị trường này dễ dàng hơn, làm cho vốn hóa thị trường này tăng lên Và gián tiếp làm giảm đi sự làm giá trên thị trường Nhưng mà SEC lại nói là không cho Bitcoin ETF thông qua tại vì sự làm giá vẫn còn quá nhiều Chúng ta thấy được là đây là một điều rất là nan giải Và hiện bây giờ SEC vẫn chưa có chuẩn bị tâm lý để mà cho Bitcoin ETF thông qua nhưng mà một điều mà tôi muốn các bạn cần phải lưu ý tới là SEC, ban quản lý chứng khoán của Hoa Kỳ không có chống đối thị trường crypto, thị trường crypto vẫn được phát triển mạnh mẽ ở Hoa Kỳ. Tại vì tôi nghĩ là cho tới thời điểm bây giờ, mọi người đã có thể nhìn ra được đây là một thị trường mà sẽ không biến mất, thị trường này sẽ tiếp tục phát triển và sau này có khả năng trở thành một thị trường tài chính khá lớn. Cho nên không có lý do nào mà chính phủ Mỹ loại bỏ thị trường này ra khỏi nền kinh tế của mình. Và một trong những dẫn chứng mà chúng ta cần phải nói tới đó chính là tài liệu được đưa ra thứ sáu mới đây thứ sáu của một cuộc họp là khá quan trọng của bàn quay chứng khoán của Hoa Kỳ. Thì trong cuộc họp này chủ yếu là say one về ICO. Các bạn cũng đã biết là ICO là một cái công cụ tài chính đã được tung ra rất mạnh năm 2017. Thực ra trước đó chúng ta còn đã có ICO nhưng mà không mạnh như năm 2017. Trước đó các bạn có ICO của đồng Ethereum nhưng mà tại vì khi mà đồng Ethereum được ra đời và có hợp đồng thông minh, cái việc tạo ICO lại càng dễ dàng hơn cho nên năm 2017 ICO đã bùng nổ và cứ tiếp tục tiến tới tới năm 2018 và sau đó các bạn thấy được là sự ra đời của IEO ICO trên các sàn giao dịch ở thời điểm hiện tại thì một trong những câu hỏi mà nhiều người muốn biết là ICO khi chúng ta nói tới đầu tư ICO thì các ICO cái token đó có phải là chứng khoán hay là không đây là một câu hỏi rất quan trọng tại vì những mà nào mà không rành thì chứng khoán là cái luật của chứng khoán và khi mà là một chứng khoán là phải đăng ký gắt gao hơn cần nhiều tài liệu hơn cần phải khai lời lỗ rõ ràng và điều quan trọng hơn là nếu như là một chứng khoán thì không được giao dịch ở trên các sàn giao dịch tiền kỹ thuật số nếu như mà sàn đó không có bằng chứng khoán và các bạn thấy được là những sàn lớn bây giờ hầu hết là không có bằng chứng khoán ngay cả sàn Binance cũng không có. Cho nên nếu như mà một token nào mà bị coi như là chứng khoán thì phải bị loại bỏ ra khỏi sàn và chưa chắc là cái token đó có thể được thành công đăng ký như là một chứng khoán trên sàn giao dịch. Cho nên đây là một câu hỏi rất là quan trọng và đây là một trong những điều mà có rất nhiều người có tiền hiện bây giờ có rất nhiều công ty đang ngần ngại không dám tham gia vào thị trường này tại vì họ sợ đã đầu tư vào một đồng nào đó mà đồng đó sau này bị ban ngồi đi chứng khoán của Hoa Kỳ coi như là một chứng khoán thì họ có thể là bị lộ rất nhiều sẽ rất phiền phức về mặt pháp lý cho nên có rất nhiều công ty lớn hiện bây giờ vẫn đang ngần ngại mà chưa dám tham gia mạnh vào thị trường này đầu tư vào những cái altcoin cho tới thời điểm hiện tại thì chỉ có một đồng duy nhất ở trên thị trường là ban ngồi đi chứng khoán của Hoa Kỳ cho là không phải là chứng khoán đó chính là đồng Bitcoin cách đây hơn một năm thì có một lời phát biểu được đưa ra từ ban về chứng khoán của Hoa Kỳ Nói là hiểm không phải là chứng khoán Nhưng mà sau đó lại có một nhân viên khác của SEC Nói là Ethereum có thể là chứng khoán Tại vì khi mà Ethereum ra đời thì thật sự đã là một cái ICO Và một trong những điều, một trong những yếu tố quan trọng Mà coi coi một đồng nào là chứng khoán hay là không Đó chính là việc khi mà mọi người mua cái đồng đó thì mọi người mua cái đồng đó chủ yếu với mục đích sau này là bán để có lời hay là mua đồng đó sau này để mà sử dụng trên mạng lưới đó là một yếu tố quan trọng nếu như mà các bạn mua một đồng nào đó mà chủ yếu là chỉ để đồng đó để bán đi sau này để có lời thì đồng đó có cơ hội được coi là chứng khoán rất cao thì ngày thứ sáu mới đây giám đốc tài chính của scc là william hinman đã đưa ra một lời phát biểu mà tôi cảm thấy là rất quan trọng đối với thị trường này và đây là một điều mà nhiều người mong đợi trong thời gian qua tại vì nhiều người cũng đã nói là scc cần phải đưa ra những cái luật rõ ràng hơn tại vì trước đây hơn một năm thì sec đưa ra một cái framework một cái khuôn khổ pháp lý và trong đó đẩy ra một số yếu tố là làm sao cho một token mới không được coi như là chứng khoán và trong đó thì lại nói tới một yếu tố đó chính là liên quan tới vi tập trung một mạng lưới muốn coi như là không phải là chứng khoán thì mạng lưới đã phải phi tập trung và phi tập trung ở đây dựa theo định nghĩa của sec đó chính là cái số lượng máy chủ mà công ty đó vận hành phải thấp hơn là cái số lượng nô no chạy bởi như không phải phụ thuộc vào công ty nhưng mà sau đó sec đưa ra khuôn khổ pháp lý khác nhưng mà cái khuôn khổ pháp lý đó lại không nói tới yếu tố phi tập trung cho nên thị trường rất cần hoang mang về vấn đề này nhưng mà cuối cùng thì giám đốc tài chính của sec william handman cũng đã nói là một token nào đó có thể là khi mà ra đời thực sự là một chứng khoán, tại vì lúc đó là cái token đó là chưa có sản phẩm thì làm sao mà người mà mua token đó sử dụng trên mạng lưới? Bởi vì người mà mua token đó chủ yếu là để bán để có lời. Nhưng mà nếu như mà cái token đó giả sử như là 3 năm trước đây khi mà ICO thực sự là một chứng khoán nhưng mà 3 năm sau đồng đó thực sự đã có mạng lưới, đã có sản phẩm và cái đồng đó có thể được sử dụng trên mạng lưới và nhiều người sử dụng thì có thể là SEC sẽ không truy cứu việc đó có nghĩa là sẽ không liệt đồng đó như là một chứng khoán và đây là một tin tức rất là lớn mà thường cảm thấy là ít người nói tới tại vì thứ nhất là một trong những đồng mà nhiều người lo ngại đó chính là đồng Ethereum đồng XRP những đồng rất lớn hiện bây giờ mà rõ ràng là khi mà đồng đó bắt đầu phát hành là một chứng khoán tại vì lúc đó vẫn chưa có mạng lưới cho nên những người mà mua Ethereum đầu tiên thì đương nhiên là họ không thể nào sử dụng đồng Ether trên mạng lưới của Ethereum được không giống như là bây giờ nhưng mà bây giờ các bạn thấy được là sau 3 năm thì mạng lưới Ethereum cũng đã có Người ta có thể sử dụng đồng Ethereum để mà chạy các smart contract, hợp đồng thông minh hay là chạy những cái ứng dụng phi tập trung Và sau này cũng có thể là sử dụng đồng Ethereum để mà stake Nếu như mà Ethereum thành công chuyển qua hệ thống Proof of Stake và cũng tương tự như đồng XRP Hiện bây giờ thì các ngân hàng thực sự là có thể sử dụng đồng XRP trong việc di chuyển tiền Tuy nhiên không phải ngân hàng nào cũng bắt đầu sử dụng nhưng mà đó là một điều có thể làm được nhưng mà cách đây vài năm thì không làm được tại vì sản phẩm vẫn chưa hình thành và tôi cảm thấy là tin tức này sẽ tốn một thời gian để mọi người bắt đầu mới hiểu ra được là chuyện gì đang xảy ra tại sao tại vì khi mà tin tức này đưa ra hồi thứ sáu thứ nhất là chúng ta đang ở cuối tuần thứ nhì nữa là những nhà đầu tư lớn nhất là những công ty đầu tư thì họ phải bắt đầu nhìn vào một số đồng một số token mà họ đã muốn đầu tư từ bấy lâu nay và từ từ đưa ra kết luận của mình là đồng đó có khả năng trở thành chứng khoán là bao nhiêu và sau đó họ có thể được quy động vốn từ những nhà đầu tư từ những cổ đông để mà đầu tư vào những đồng đó cho nên thường cảm thấy là tin tức này sẽ có ảnh hưởng lâu dài và sẽ là một điều mà khiến cho thị trường altcoin phát triển nước mạnh. nước từ bây giờ các bạn thấy được là SEC không có ý kiến phản đối về thị trường crypto này, chỉ là bây giờ vẫn đang ngần ngại không dám đưa ra luật chính thức. Và thực sự mà nói nếu như mà chúng ta nói tới luật liên quan tới crypto thì thực sự là rất khó. Tại vì các bạn thấy được là chỉ trong vòng có 2 năm vừa qua thì thị trường đã phát triển không ngừng. Khi mà các bạn đưa ra một luật nào đó, chỉ trong vòng vài tháng luật đó là không còn hiệu lực. Giống như là khi mà trước đây chúng ta đưa cái luật liên quan tới ICO đi Thì luật ICO lại không có giải thích rõ ràng liên quan tới là Harford. Như Nghĩa là một đồng mà bị chia chuỗi Thì lúc đó tính như thế nào, luật pháp nào có thể quản lý được những cái hoa đó Hay là liên quan tới airdrop Và bây giờ lại có IEO Cho nên khi mà chúng ta nói tới luật của crypto Thường nghĩ là chúng ta cần phải có thêm rất nhiều thời gian thì đây là tất cả những gì mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay Và Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp theo. Tạm biệt các bạn.